Các bước chuẩn bị cuối cùng đang được tiến hành cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 mang tính lịch sử giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 4. Sáng ngày 27 tháng 4, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bước qua ranh giới quân sự phân chia hai miền Triều Tiên tại bản Môn Điếm. Ông sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại khu phi quân sự đang được phía Hàn Quốc tăng cường bảo vệ an ninh chặt chẽ. Đây là hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ 3, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh tụ từ miền Bắc theo chế độ Cộng sản bước sang miền Nam theo chế độ Dân chủ. Các cuộc gặp thượng đỉnh vào năm 2000 và 2007 đã được tổ chức bên Triều Tiên. Trong phái đoàn của ông Kim đến cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ có em gái của ông Kim là bà Kim Yo-jong, người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc. Tiếp đến là ông Kim Jong-nam, người đứng đầu nhà nước trên danh nghĩa của Triều Tiên, và Kim Jong-chol, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Triều Tiên. Không rõ bà Ri So-ju, phu nhân của ông Kim Jong-un, có tham gia phái đoàn chính thức của Triều Tiên hay không. Gần đây, bà đã đi cùng ông Kim đến thăm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Hàn Quốc sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón lãnh tụ Triều Tiên, bao gồm một lễ duyệt binh. Trong các cuộc gặp trước đây, Triều Tiên cũng tổ chức lễ đón theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau chụp ảnh và trồng một cây thông trong khu phi quân sự DMZ để tượng trưng cho sự hòa giải của hai miền.